Chí Thiện tên đầy đủ, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì anh là con lai Việt, Thái khi cha anh là người Việt và mẹ anh là người Thái, cộng thêm vai chính của anh trong bộ phim Hoàng tử xấu trai, mà anh còn có biệt danh là Hoàng tử Lai. Cha Chí Thiện từng là một nghệ sĩ giành được huy chương vàng tại Hội diễn văn nghệ toàn quốc, cái tên Chí Thiện cũng là nghệ danh ngày xưa của ông. Sự nghiệp. Chí Thiện tham gia nghệ thuật từ năm 2007 với vai trò là ca sĩ thành viên của nhóm La Thăng A, cùng với Trịnh Thăng Bình và Lưu Minh Tuấn. Đến tháng 9 năm 2009, Chí Thiện chính thức xuất hiện với tư cách ca sĩ solo và độc quyền của công ty Vietalun Entertainment.